Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chương mục bài toán của các bạn. Hôm nay mình nói về đường chéo hình chữ nhật, ok chưa ạ? Rồi, thì bước đầu tiên mình sẽ nói về hình chữ nhật nè. Sau đó mình sẽ nói về đường chéo, được chưa? Thì để vẽ hình chữ nhật thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái thước như thế này, được chưa? Bước đầu tiên mình sẽ đo một cái đoạn có độ dài là 4 cm nè, được chưa? Đó là AB, AB 4 cm, được chưa? Rồi từ B ta kẻ một cái đường thẳng vuông góc này, vuông góc này, được chưa? Vuông góc 2 cm nữa đi, vuông góc 2 cm, được chưa? 2 cm. Điểm chữ C, và từ đây các bạn đo nè, để làm lẹ thì các bạn rê nó, rê của nó 4 cm, hoặc là các bạn có thể là đưa cái góc vuông này vô đây, đưa góc vuông vào cái cạnh này, được chưa? Và đo 4 cm, được chưa? Và các bạn được cái chữ D, 4 cm. Nối cái A với D lại, đây cũng 2 cm. Rồi, thì đặc điểm của hình chữ nhật là hình như thế nào? Đây, bạn nhìn vô, mình sẽ ký hiệu hết trên cái hình này. Thứ nhất, để là hình chữ nhật, mình viết tắt nha. Hình chữ nhật thì nó phải là hình gì trước? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vậy nó phải là tứ giác, được chưa? Tứ giác là sao? Tứ là 4, giác là hình, giác là hình. Vậy hình này phải có đặc điểm là cái gì cũng 4 nha các bạn. Thứ nhất, 4 góc, góc A, góc B, góc C, góc D, 4 định, định A, định B, định C và định D, 4 cạnh, cạnh AB, cạnh BC, cạnh CD và cạnh đề à, ok chưa? Và thứ hai, nó phải có 3 góc vuông. Hay nếu các bạn nào nhìn vô thì nó sẽ có bao nhiêu góc vuông ạ? 4 góc vuông. Góc vuông là gì? Góc chính gộ các bạn, góc A bằng góc B bằng góc C, C bằng góc D bằng chính gộ. Ok chưa? Rồi, thì ở đây mình không có định nghĩa các bạn, mình chủ yếu liệt kê ra những cái gì có trong một cái hình chữ nhật thôi. Thứ hai đó, thứ ba chứ, cạnh AB, cạnh AB bằng cạnh gì ạ? À? CD. Tiếp, cạnh AD bằng cạnh BC. Tiếp, AD với lại BC song, BC song song, ký hiệu này ký hiệu song song nha các bạn, song song với AD. Tiếp, B, AB, AB song song với lại CD. Hình dung chưa? Đó là những gì có trong cái hình chữ nhật nha các bạn. Rồi, đường chéo là gì? Đường chéo là một cái đoạn thẳng. Trước tiên để hướng dẫn cho tất cả các bạn biết đường chéo là gì thì mình sẽ nói trước là đường chéo. Đường chéo là đoạn thẳng, đoạn thẳng nối hai định đối diện, được chưa? Hai định đối diện là gì? Hai định đối diện là hai định khi mà các bạn nối nó lại thì nó không phải là cạnh của hình chữ nhật, được chưa? Thì cạnh hình chữ nhật gồm có cạnh AB nè, BC nè, CD và DA, được chưa? Ví dụ định A nối với định B, ta sẽ cạnh ra cạnh AB, vậy hai đỉnh này không được gọi là hai đỉnh đối diện. Tiếp tục, A nối với D thì ta sẽ có gọn AD. AD là cạnh của hình chữ nhật nên hai cái đỉnh này không được gọi là hai đỉnh đối diện, được chưa? Rồi AC, hai đỉnh đối diện không ạ? Khi các bạn nối A với C lại, A với C lại thì có tạo ra cạnh của hình chữ nhật không? Không. Vậy đoạn AC, đoạn AC chính là đường, đường chéo. Tiếp tục, đoạn BD, BD cũng là đường, đường chéo. BD cũng là đường chéo, là đường chéo hình chữ nhật. Thì đặc điểm của đoạn AC và đoạn BD, đoạn AC bằng đoạn BD, chứ trong hình chữ nhật thì hai đường chéo của nó bằng nhau nha các bạn, hai đường chéo của nó bằng nhau, được chưa? Vậy để tính đường chéo
đường chéo hình chữ nhật, thì các bạn có thể tận dụng định lý Pythagore. Ví dụ như muốn tính đoạn BD thì các bạn áp dụng định lý Pythagore của tam giác ABD, vuông tại A bình phương B bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Khi nào các bạn đã học định lý Pythagore rồi thì các bạn áp dụng định lý Pythagore để tính ra được cạnh BD nha các bạn. Còn bạn nào chưa học thì các bạn đợi khi nào học xong rồi các bạn sẽ tính được đoạn BD dựa trên định lý Pythagore của tam giác vuông nha các bạn. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha các bạn. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.